Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình với Chisai sẽ tiếp tục thả diều cá mập nha các bạn. Thì hôm bữa mình thấy mấy bạn bình luận trên video mình đó, nói là con diều cá mập mua là có 45 ngàn à. Mình mua tới 90 ngàn lận đó. Thì lần này mình đi kiếm các bạn, mình đi vô mấy cái tiệm mà tạp hóa bán đồ chơi được các bạn. Thì mình mua chỉ có 45 ngàn thôi các bạn ơi. Đó, diều nè, đó, người ta làm dấu nè, chỉ có 45 ngàn thôi. Đó, thì vậy là mình mua mấy chỗ hoài mà người ta thả diều các bạn. Người ta bán á, thì nó bán hơi mắc nha. Đó, thì bây giờ để đâu mình thử mở con diều 45 ngàn ngày ra mình coi là nó có ok nha các bạn. Rồi chị Sai mở thử coi chị Sai. Thì mấy con diều mà mình mua ở ngoài mà đồng diều người ta bán đó các bạn, là mình mua loại diều bự nha các bạn, thì là 90 ngàn. Còn biết con diều này nó có phải là loại diều loại bự nha các bạn. Đây để mình coi kéo ra cho chị Sai phải diều bự không. Nếu mà diều bự, đây là con diều bự thì có thể là người ta bán rẻ nha các bạn. Còn ở ngoài kia người ta bán mắc cho mình. Rồi, hình như là diều bự các bạn ơi. Diều bự á. Wow, đâu. Bung cái chi sai. Phải diều bự không? Diều bự hay diều nhỏ? Ồ. Diều này cũng diều nhỏ cũng là diều bự nhưng mà diều chung thôi. Diều loại chung các bạn ơi. Diều này diều loại chung chứ không phải là diều loại bự kia. Diều này 45.000, nó con này nó bự hơn là so lại cái con kia á. Cái con mấy con nhỏ thường thường kia, nhưng mà con này nó bự hơn tí à. Con này hiệu Phong Sơn các bạn ơi. Con này hiệu Phong Sơn. Ơi, ơi ráp vô chị Sai ơi. Con này đỏ xanh. Thì mình về là mình tưởng là mua được diều rẻ, ai ngờ là không, cây này đâu phải không? Đo coi hai cây bằng nhau hả chị Sai? Chắc bằng nhau. Gài vô, gài cánh vô. Vậy là hai cây này phải bẻ. Để dư ra một tí, ra một tí. Ờ. Bên đây hả? Ờ. Trống trống lên. Dư ra một tí. Ờ. À. Vậy là diều này nó chỉ là bự hơn, nhỏ hơn cái con diều mà mình mua 90 ngàn một chút thôi các bạn ơi. Vậy là đúng rồi, người ta bán con diều 90 ngàn là chắc là cũng là loại diều bự hơn các bạn. Diều cái gì đại. Ừ. Nhưng mà con này mình thích. Mình thích cái con này là nó may cái viền đẹp nha các bạn. Cái viền con này nó kết hợp màu nè, con này kết hợp màu đẹp nè các bạn ơi. Cái con này cái viền ở ngoài nè. Ôi trời, mới đây giờ các bạn. Bên đây đất sình không giờ. À, cái con này cái viền nó phối hợp nhìn thấy đẹp hơn các bạn. Và cái hoa văn ở đây nó nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn nha các bạn, nó in nó sẽ đẹp hơn. Rồi móc dây diều cho thả thử coi ngon không chị Sai. Ui. Sao? Cái này leo sao? Thì cứ mình tại cột hả? Đây cột lại chị Sai. Nè chị Sai cột ngay đây luôn hả? Ừ. Đại luôn. Ừ, cột cột đại thôi. Ở túm ngay đó rồi móc vô. Lỡ không đúng sao? Không đúng thì mình lại làm lại cái khác. Rồi túm vô thôi. Sơ sơ vậy thôi, đừng có siết chặt quá. Rồi được rồi vậy thôi. Rồi thử móc vô đi, thử móc vô thả ra bay được không? Nói chung mấy nhiều cá mập này dễ lèo mà, lèo mấy cá mập này dễ lắm. Rồi đâu bung ra thả thử coi chị Sai. Rồi đi lại đây nè, đó lại đây thả nè. Đó có gió quá là qua không? Ồ. Dễ bay á chị Sai. Ồ dễ bay không? Hơi lạng quá vậy ta. Từ từ thôi, tại gió nó hơi ấy á. Tại vì lý lại mình móc cái lèo này là gió là nó cũng hơi lạng á. Không cũng bay dễ à. Nó cũng dễ không sao đâu. Rồi từ từ thả ra thôi. Qua lại dữ vậy. Kệ cứ từ từ cho lên cao gió nó êm lại là coi nó đỡ lạng hơn à. lạng hơn à, không ấy đâu. Hôm nay gió đổi chiều tùm lum các bạn ơi. Đó, hôm nay gió đổi chiều lum hết à. Hôm nay gió đổi chiều lum hết. Wow. Bay cũng rất là ngon các bạn ơi. Diều này 45.000 bay cũng cá mập này bay cũng ngon đó nha. Có bay cũng ngon á. Đó, chị Sai đang thả ở đây nè. Đó. Chị Sai thả vô diều đây nha các bạn. Đó, gió này. Đây. Ê chị Sai, sai cái coi như con diều kìa chị sai đâu, như có con diều đang mắc ở cành tre kìa chị Sai ơi. Ô, con diều có phần màu đen phải không lại coi chị Sai này, thả diều lên cho thả lên hết đi, thả lên hết đi lại coi diều có mập, phải diều có mập không? Có, con diều này bự á. Ô diều có mập đen các bạn ơi. Diều cá mập đen sao mà bị mắc cành tre à ta? Ồ, bị mắc cành tre rồi chị Sai ơi.
Không biết có này chắc còn hái được chứ, cái này là nó bị vướng lên cành tre thôi. Cái này nó bị đang bay bị vướng cành tre thôi, mà chắc bạn nào nhỏ hay gì đó, lấy không tới hay gì cái là sao nè, để vậy luôn nè. Hoặc là nó con này nó đâu nó bay nó bị rớt đây hết ta. Chi sai coi lấy nhiều này thả thử được không chi sai? Con này lạng quá hả? Con này lạng quá vậy hả? Thả hết dây đi. Thả hết dây luôn. Thả hết dây luôn đi rồi mình neo lại. Thả hết dây luôn. Thả hết dây lên rồi coi mình giải cứu gì có mập. Vô tình. Rồi xong rồi. Rồi neo đỡ vô cục đá kia đi chi sai. Neo đỡ cục đá đi rồi mình nó còn điểm bên phải. Cởi đi, lên mút trên cao không sao đâu. Nè nè cục đá nè, đây nè cục đá nè. Neo vô cục đá nè. Neo vô đi. Đây hả? Ủa, đá dơ không? Dơ. Dơ hả? Thôi trời, không sao đâu. Thôi coi chừng đứt dây nha, như đá cứ đứt dây nha. Được không? Rồi để nha, coi chừng mà lụm diều xong cái băng đứt cái này nha. Rồi. Coi. Thôi không sao đâu, chắc vậy không sao đâu. Không sao đâu chị ơi, kệ đi. Ê. Rồi ok. Rồi. Xử lý diều này chị sai. Diều này hơi cao không biết chị sai có lụm tới không nha. Cao quá. Cao hả? Bây giờ nó đang bị vướng dây hay gì á. Vướng dây hay gì á, bây giờ kiếm cách nào mà lấy được nó mà không bị hư diều nè. Mà ở đây hôm bữa các bạn nhỏ chị sai. Các bạn nhỏ bữa nói đây là như là bãi tha ma vừa có mập hay gì á, mà thả vừa có mập đây là đây mà thả diều cái mập là hay bị băng đứt diều gớt diều lắm luôn. Đó. Mà mình nãy giờ mình thả hôm nay mấy con hả các bạn ơi, nay có mấy con hả hôm nay bảy tha ma nay có mấy con hả thôi giờ coi gán giải cứu diều này coi chi sai đâu, nhảy lên coi lụm tới không chi sai, lụm nhảy coi lụm tới diều này không. Cao quá sao nhảy tới được. Nhảy chui nó nhảy rồi tới không, kè vô đây lụm được cái đuôi nó chi sai, kè cái đuôi nó thòng xuống kìa. Cái đuôi nó thòng chắc là lụm tới chứ sai. Lụm đi. À tới không? Tới rồi. Rồi rút ra đi. Rút ra coi, cầm đuôi nó kéo được không? Ơi, đi vướng coi chừng ấy nha. Vướng ấy kìa. Từ từ chi sai coi kéo ở bên này nè chi sai, kéo bên này nè. Đi qua kéo này coi được không? Đúng rồi. Được không? Đang đi nè. Không biết cái dây nó vướng ở đâu mà khó quá ta. Đâu coi kéo xuống coi. Kéo xuống. Chắc quá. Chắc hả? Giật mạnh lên. Đó giật mạnh rồi, rồi kéo. Gắng kéo xuống tí nữa, cắt dây luôn, Kéo xuống tí nữa cắt dây luôn. Rồi được chưa? Chắc quá. Chắc hả, cắn đứt dây luôn đi, hay được không? Sao cắn được? Kệ, đó gắng kéo tí nữa, y đang có gió đó, kéo tí nữa. Rồi cắn đứt dây luôn. Cắn đứt dây luôn. Chắc quá không có kéo nổi. Đi kiếm cục đá đi, vậy bỏ đi kiếm cục đá đi rồi gọc đứt. Ê, rồi thôi cãi đi, đi kiếm cục đá trước đi. Kiếm cục đá bén á. Kiếm cục đá bén trước đi. Đè lên trời tối rồi là lo ấy chứ hồi nữa là bãi tha ma vừa có mập là gớt mất nhiều kia của mình á. Đè lên, ừ. Rồi đúng rồi, cắt đứt đi. Đúng rồi. Cắt đi. Đó đúng rồi. Giữ chắc lên cắt đứt đi. Ồ. Vô tình chi sai lụm được nhiều cá mập các bạn ơi. Wow, giải cứu nhiều cá mập luôn. Cục đá không cắt được hả? Kiếm cục đá khác nhỏ bén á. Cắt đứt dây luôn. Được không? Mạnh lên. Rồi ok. Wow. Vô tình lụm được con diều, thả diều cá mập lụm được thêm nhiều cá mập đen nữa. Wow, quá ngon các bạn ơi. Quá ngon luôn. Ủa giờ lấy dây đâu thả ta? Giờ kiếm dây thả đâu? Để mình hình như trong cốp xe còn cuộn dây đem theo, để mình đi lại lấy cuộn dây cho chị Sai đây chờ nha, chị Sai đây chờ đi. Nè chị Sai ơi. Nè cuộn dây nè. Nè còn móc vô cột vô ta thả thử coi được không? Con diều này bay ngon không? Wow. Cái này là chắc bạn nhỏ nào thả diều cái xong là bị bay rồi. Kìa các bạn ơi, đó gió này nó đảo ghê các bạn ơi, diều đảo lắm các bạn ơi, đó. Mấy diều kia kìa, đó đảo ghê các bạn. Đó.
Đó, múc lên bầu trời cũng có một con các bạn. Rồi bên kia cũng có một con đầu dế. Đó, bên kia múc sao bên kia các bạn, có một con đầu dế. Rồi móc vô thả các bạn thử chi sai. Đó, đang có gió rất mạnh chi sai ơi, thả cho lên trên kia luôn. Thả cho lên với lại nhiều 45.000 của mình mới mua luôn, thử coi nó làm sao đẹp không. Wow. Rồi thả luôn. Rồi thả luôn. Wow, thử coi bay ngon không? Bay được chứ sai? Được phải không? Quá ngon các bạn ơi. Vô tình. Wow. Con này bự hơn con của mình á. Con này bự hơn con mình luôn hả? Bự hơn. Nên nó nằm hơn. Wow. Không có đảo. Quá đã luôn nha. Wow. Chứ sai. Ngon nha. Wow, giật lên. Wow. Quá ngon luôn. Wow, hôm nay gió cũng quá là ngon luôn không chị Sai? Ừ, hôm nay gió thả diều quá sướng luôn. Wow. Nhưng mà tao thử siết lại cái coi nó kịch lại coi. Diều này chắc nó cũng không có lọc mạnh. Rồi đang có căng gió đó. Rồi. Nó đang căng gió rồi, cho ra luôn. Nó đang căng gió các bạn ơi. Cho lên bằng diều cá mập kiếm mình luôn, đại chiến luôn. Vô diều cá mập lụm được và diều cá mập mua 45.000 đại chiến nha các bạn. Xoay tiếp lò luôn nè các bạn ơi. Wow, đã quá. Xoay quá đã các bạn ơi. Wow. Rồi thả lại lên. Wow, bay. Không sao đâu, nhưng mà trên đó đảo không sao đâu, tại trên đó nó bay xa vậy rồi là không sao hết á. Wow, bay xa quá rồi nha. Coi con diều của mình đâu, diều mình mua đâu? Ủa, diều mình đâu không thấy ta? À đây rồi, thấy rồi. Đây, diều mình mua 45.000 đây nha các bạn. Wow. Con diều mà nhặt được đây các bạn ơi. Bay xa quá luôn. Wow, diều này bay xa quá luôn các bạn ơi. Wow, bay quá ngon luôn mà đầm luôn, đầm hơn con diều hả? À, diều 45.000 luôn các bạn ơi. Diều 45.000 nhỏ hơn con diều mình nhặt được các bạn ơi. Nên nó lạng ở trên các bạn. Đó, còn bên đây có con diều này, diều gì đây? Wow, diều bảy sắc cầu vồng luôn. Diều này nhìn đẹp nha các bạn. Wow. Nè, còn bên đây có con đầu dế bên đây nè các bạn ơi. Đâu rồi? Đây. Nhưng diều dế này đứng trên sân thượng hả các bạn? Đó, đứng trên sân thượng hả nha. Đó. Rồi. Ồ, diều này thu dều về các bạn ơi. Diều này thu về rồi nè. Thôi mà chị Sai ơi, chị Sai. Giờ tối rồi chị Sai. Ở đây là cái bạn nhỏ nói ở đây là bãi tha ma vừa có mập á. Nên trời tối rồi, mình thấy nó cũng ghê chị Sai ơi. Hay là mình tranh thủ thu dây diều về đi chị Sai. Chứ mà một hồi nữa mà hả, sợ một hồi mình sợ là hả cái con diều cá mập của mình đồ là gặp nguy hiểm á. Đi về đi. Đúng, quay về đi, tối rồi, quay diều về đi, tối rồi. Ở đây ghê quá. Rồi. Ghê quá các bạn ơi. Vậy là ở đây là theo lời bạn nhỏ nói là bãi tha ma diều cá mập các bạn ơi. Mình đang thả hai cá mập nữa. Ô, mình thu diều về. Wow, thu diều về nặng quá hả? Nặng quá rồi. Thôi bây giờ trời tối các bạn ơi, mình phải phụ giúp Chi Sai là quay dây diều vô nha các bạn. Bạn nhỏ nói là đây là bãi tha ma vừa mập nên mình cũng rất là sợ các bạn ơi. Đó thì cái clip mình làm là chỉ là vui thôi nha các bạn. Đó làm vui để cho các bạn xem giải trí thôi nha. Đó thì các bạn xem mà thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh của mình, ủng hộ cái channel của mình nha các bạn. Đó, mình sẽ cố gắng làm những cái video khác nó hay hơn để cho các bạn cùng xem nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn đi Chi Sai. Rồi, ok.